Đến với cơm tấm xá xíu thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn vào buổi sáng. Mình cảm thấy đồ ăn ở đây rất là đa dạng, phong phú. Có rất là nhiều món ăn, chẳng hạn như là đặc trưng là cơm tấm xá xíu, cơm tấm thịt nướng tiêu xanh. Cơm ở đây ăn rất là ngon miệng. Mà ví dụ bạn nào không thích ăn cơm no thì có thể mình ăn cháo, hoặc có thể ăn bánh ướt chả quế, rất là ngon. Nói chung mình cảm thấy đồ ăn ở đây rất là ok. Đây là bánh ướt chả quế. Bánh ướt thì mềm, ngon, thơm. Còn chả thì vị chả mềm, ngọt, ngon. Mình ăn kèm với rau sống tạo cảm giác mình ăn ngon miệng hơn nữa. Đây là món cơm tấm xá xíu. Xá xíu ở đây làm rất là mềm vì rất là vừa miệng. Ăn với cơm nóng rất là tuyệt vời. Đặc biệt khi mà bạn gọi các món cơm thì được một tô canh rất là chất lượng, nước rất là thanh, rất là tuyệt vời, rất là ngon. Menu đồ ăn ở đây rất là đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, phải chăng? Thay vì các bạn ngồi ở ngoài quán vỉa hè nhưng mà ở đây giá cả như nhau, view rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chắc chắn lần sau mình sẽ dẫn bạn mình đến đây để giới thiệu thưởng thức món ăn ở đây như thế nào. Em cũng vậy, em cũng sẽ mời cả gia đình em và cả chị đến đây dùng bữa rất là tuyệt vời.